Cha truyền, con nối. Cái nghề khăn xếp đã ăn sâu vào tâm hồn mỗi người con Giáp Nhất. Gần chục công đoạn, thế nhưng cần mẫn tỉ mỉ nhất vẫn là khâu quấn xếp bằng tay. Ta xếp làm sao? Tức là cái nếp nó phải đẹp, mà nó cân đối. Giữ truyền dạy không chỉ kỹ thuật và tinh hoa, mà còn cả lòng yêu nghề và niềm tự hào về những chiếc khăn truyền thống, chứa đựng cả một phần văn hóa dân tộc.